Tập 12. Tư tổng, tôi đưa hết tiền này cho anh, chỉ mong anh trả thù cho ba của tôi. Chỉ có 2 triệu đồng, các người sao lại làm ồn ào tới mức này chứ? Trong Phỉnh có 200 triệu. Anh đã đưa Phỉnh đánh bạc cho Trương Hoa. Phỉnh đánh bạc là tài khoản di động của Cao Sương đưa cho Trương Hoa vì để cho anh ta có thể tin tưởng thành ý hợp tác của chúng ta. Chắc chắn giờ Phỉnh đánh bạc đang ở chỗ cảnh sát, đang ở chỗ Bạch Thiếu Khanh. Chính là cậu ta đụng xe Trương Hoa. Sao cậu dám chắc chắn đây không phải là cái bẫy? Vậy thì phải xem cái anh ta cầm đến là đồ thật hay đồ giả. Đội trưởng, Tào Thụy dẫn theo cảnh sát tới đây. Đừng chạy. Tôi chính là người hôm nay anh muốn gặp mặt đây. Nè, anh gây ra chuyện lớn như vậy để làm cái gì? Ai kêu anh lại đem đồ giả đến chứ? Tôi còn chưa lấy nó ra, làm sao anh biết được phỉnh bạc đó của tôi là giả? Anh Hoàng à, hôm nay chính là bài học tôi dạy cho anh. Anh tôi đâu? Dạ không biết. Hàng phải không? Dạ. Mở ra đi. Anh à, an toàn, tuyệt đối an toàn. Bình tĩnh đi ha. Nhóc con, lâu rồi không gặp ha. Lâu rồi không gặp. Anh coi chỉ có chút chuyện vậy mà anh phải đến tận đây. Thật phiền cho anh quá. Nói thừa. Nếu không phải em làm không tốt, có cần phiền tới anh không? Lần này cần phải rửa mấy phần tiền, số lượng có hơi lớn. Cha anh nuôi kêu anh nhắc nhở em cẩn thận một chút. Nếu em không thể xử lý được, anh có thể ở lại đây giúp em. Anh à, theo như em thấy, bên cạnh ba nuôi không thể thiếu anh. Sau khi tiếp quản Tam Hợp thì khác xưa, không còn là cậu bé suốt ngày khóc nhè nữa. Cha nuôi đã căn dặn em, cho em 10 ngày. Còn không tìm lại được số tiền Cao Sương lấy trộm, sẽ đưa anh tới đây tiếp quản. Nói vậy em hiểu rồi chứ? Dạ, em hiểu rồi anh. Đội trưởng, vừa hay muốn báo cáo với cô. Đã có kết quả nghiệm thi của anh Hoàng chết do dao đâm. Trên thi thể có 3 chỗ bị đâm liên tiếp, toàn bộ đều gần vị trí tim. Xem ra thì bọn họ muốn lấy mạng của anh Hoàng. Đúng vậy. Lúc đó có nhân chứng nhìn thấy không? Không có. Với lại ở chỗ anh ta tử vong không có camera. Tôi đã cử người đi điều tra, nhưng mà số người đi lại gần trung tâm thương mại đó quá lớn, còn cần thêm thời gian. Trích camera của trung tâm thương mại lúc đó ra cho tôi. Dạ đội trưởng hả. Khoan đã, tua ngược lại.
Dừng lại. Còn ai biết việc này nữa? Hiện tại chỉ có hai chúng ta với lại mấy nhân viên có liên quan ở đây nữa thôi. Nói mọi người phải giữ bí mật. Hiểu rồi. Dẫn anh tôi đi chơi vui vẻ đi. Dạ. Mời. Anh đi chơi vui vẻ nha. Thiếu gia, Long Ca đã mất niềm tin đối với cậu rồi. Gì? Anh vừa nói gì? Du Triệu, kẻ đầm lén sau lưng người khác. Anh phải nhớ cho kỹ chuyện này. Nhanh chóng bắt Cao Sản đưa về đây cho tôi. Dạ. Cha nuôi căn dặn cho em 10 ngày, còn không tìm lại được số tiền Cao Sư đã lấy trộm thì sẽ đưa anh tới đây tiếp quản. Anh bạn, nếu như anh còn muốn giao dịch, tôi sẽ trả 2 triệu đồng. 10 giờ sáng ngày mai, xưởng ngoại thành Tây. Xưởng ngoại thành phía Tây lớn như vậy, tôi đi đâu để gặp anh chứ? Đợi tin nhắn tôi. Anh là nhớ tới những chuyện trước đây à? Đã tới lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Người cộng sự lâu năm đó cũng nên được yên tâm nghỉ ngơi. Anh cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. À, phải rồi anh, dưới lầu đang có người muốn được gặp anh. Ai vậy? Nó là người của Long Ca. Anh ta sao? Ý, kim tự tháp pha lê, hoành tráng thiệt ha. Đứng lại, đứng lại. Ai cho anh đi vào đây? Anh nghĩ cậu thư ký nhỏ bé đó ngăn cản được tôi sao? Chẳng qua tôi để cho cậu ta ngủ thêm 10 phút. Xưng hô sao đây? Tôi tên Vũ Triệu, là con nuôi của Long Ca. Tư Phong, hân hạnh. Tôi còn tưởng Long Ca chỉ có một người con trai nuôi là Bạch Tiêu Khanh thôi. Đi làm việc đi. Ngồi.
Nói như vậy, anh cũng đang ở nước ngoài. Anh Tư Phong, Long Ca kêu tôi tới bàn chuyện dự án cửu tư. Ông ấy muốn tiến hành sớm. Tại sao đột nhiên tiến hành sớm? Nếu mà như vậy, Long Ca sẽ bị tổn thất nhiều vốn. Chuyện này anh không cần phải lo, Long Ca sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ hy vọng 1 triệu tiền quỹ cấp thấp đó của anh cuối tháng có thể chuẩn bị xong. Long Ca mong việc hợp tác của chúng ta sẽ ký vào cuối tháng này. Vậy có hơi khó, nhưng không phải không thể. Vậy thì tốt. Vậy thời gian tới mọi công việc ở trong nước có phải cần liên lạc với anh hay không? Không, trực tiếp liên lạc với cha nuôi tôi. Đến lúc đó cha nuôi của tôi sẽ liên lạc với anh. Thay tôi hỏi thăm Long Ca. Công việc xong rồi, tôi không làm phiền anh nữa. Mời anh bắt máy. Khoan, anh đợi đã. Đợi một lát nha. Em yêu, đợi một lát đi. Ở lại Trung Quốc bao lâu tôi sắp xếp người dẫn anh đi dạo quanh đây. Không cần đâu, thành phố Ninh Giang này không thích hợp với tôi. Tạm biệt nha. Nói đi. Đã xác định thời gian mà Thiếu Khanh giao dịch với Tiêu Kiếm. Vào 10 giờ sáng ngày mai, xưởng ngoại thành phía Tây. Khi nãy có một người tên là Vu Triệu đến chỗ tôi. Anh có quen không? Vũ Triệu à? Không thân. Tôi chỉ biết anh ta là con nuôi của Long Ca, là người Long Ca cử tới giám sát Bạch Thiếu Khanh. Ngoài nhìn vào, Bạch Thiếu Khanh rất sợ anh ta. Theo dõi sát anh ta. Được, yên tâm đi, tôi biết rồi. Anh ta tới đây làm gì hả? Long Ca muốn tiến hành dự án sớm hơn. Như vậy chúng ta sẽ rất bị động. Đúng vậy. Nhưng mà còn có một tin tốt khác nữa, chính là Bạch Thiếu Khanh muốn giao dịch với Tiêu Kiếm. Anh đang tính cướp lấy 200 triệu này. Nếu không làm vậy, chúng ta không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ của Long Ca đúng hẹn. Vậy anh dự tính sẽ làm gì? Chắc lại phải làm phiền cảnh sát Tiêu rồi. Ê, sao rồi hả? Đừng nói, cũng thật để cô nói trúng rồi. Trong này đích thực có thiết bị cảm ứng. Vậy cũng đồng nghĩa ở vị trí không xa có thể cảm ứng được. Ừ. Đại khái thì khoảng cách được bao xa? Theo như bọn họ nói thì khoảng chừng 50 mét. 50 mét có thể cảm ứng được. Đúng vậy. Làm sao loại trừ điều tra? Hơn nữa trong phỉnh đánh bạc này có một số vấn đề. Nói đi. Bên trong phỉnh đánh bạc này còn có một thứ giống như là con chip lưu trữ vậy. Cấu tạo phức tạp, nhưng nó không phải là vật dẫn, cũng không có nội dung bên trong. Anh có thể nói cụ thể một chút không? Cũng chính là nói cần phải có một thứ giống như là chìa khóa của nó. Nội dung thực tế nằm bên trong chìa khóa đó. Dạng này là loại bảo hiểm 2 triệu, buộc phải có cả hai. Cô hiểu ý của tôi nói không vậy? Được, tôi đã hiểu rồi. Cảm ơn nha. Làm cái gì mà lâu dữ vậy? Ê nè, Sư Huynh à, theo anh đội trưởng Hạ bị sao vậy? Sao lại tự nhốt mình ở trong đó chứ? Tôi làm sao biết được. Ê, đội trưởng. Anh Tàu. Anh Tàu.
Trong đầu chỉ toàn là đội trưởng Hạ thôi sao? Không phải. Đang nhìn gì vậy? Không phải đâu, đội trưởng Hạ tự nhốt mình ở trong đó đó. Lo đi làm việc đi. Đi. Nghe rõ nhà lão Hà. Ừ. Thứ này vô cùng quan trọng, phải cất kỹ. Lát nữa anh chạy lòng vòng ở quanh khu này. Lỡ như có bất cứ xe nào đuổi theo anh, phải nghĩ cách chạy cho thoát. Ha, sau khi quay về giao cho Hạ Băng, phải nhớ ở trong phạm vi 50 mét. Được. Ê, từ từ lão Tiêu. Rốt cuộc chuyện này là sao? Quan tâm tới tôi dữ ha. Ê, bé Hà xinh đẹp, cất kỹ cái này là được rồi. Cái này chính là con cờ vô cùng quan trọng của tôi, có thể bình yên quay về được hay không là nhờ nó. Ha, phải nhớ kỹ, ở trong phạm vi 50 mét. Anh nhớ phải cẩn thận đó. Alo. Cục trưởng, em có chuyện này muốn báo cáo. Được, tới văn phòng của tôi. Không phải đã hẹn 10 giờ hay sao? Vừa đến thì đã ra tay, đang có ý gì vậy? Hả? Đừng lục nữa, không để trong người đâu. Anh cất nó ở đâu? Giao dịch công bằng, không thấy tiền có thể đưa phỉnh cho các người được hả? Tôi thấy anh không muốn sống nữa được. Anh có lấy mạng của tôi cũng vô ích thôi anh bạn à. Phỉnh không có ở trên người của tôi mà ở chỗ của bạn tôi. Đừng có giỡn trò với tôi. Giỡn trò làm cái gì? Người đó đang ở gần đây, không phải các anh có máy sao? Kiểm tra thử là biết liền chứ gì. Ê, các người có phải là người của thiếu gia hay không vậy?
Chúng tôi là người của bên mua kha. Vậy thì xin lỗi nha, giao dịch này chỉ có thể hủy bỏ thôi. Tôi từng hứa với lại thiếu gia bán cho anh ta. Anh ta không phải hạng vừa, chỉ có thể giao dịch với anh ta mà thôi. Ê, có phải các người là người của thiếu gia đang muốn thử tôi hay không? Tôi nghĩ thiếu gia không có thời gian rảnh đó. Tổ trưởng Tiêu, Tiêu Kiếm, đội trưởng cảnh sát kinh tế, tổ trưởng tổ chuyên án 730. Anh cũng biết rõ thiếu gia không phải hạng vừa. Nếu như anh ta biết được lai lịch của anh, chắc anh hiểu rõ hậu quả. Rốt cuộc mấy người là ai vậy? Người tới giúp anh, nhưng mà có điều kiện là tôi lấy phỉnh đó. Giao dịch phải công bằng. Như vậy tôi không thể giao dịch với các người được. Các người cũng không lấy được phỉnh đó đâu. Tôi không muốn lấy phỉnh đó ngay bây giờ. Tôi nghĩ anh hiểu rất rõ công dụng của phỉnh đó. Và điều quan trọng nhất là mọi việc liên quan đến chuyện Trương Hoa. Ngồi. Thiếu gia mà anh đang muốn tìm mang họ Bạch. Cái này là quà gặp mặt tôi tặng anh. Thiếu gia, nhóc con đó không hề đi đến đây, cũng không chịu bắt máy. Gọi tiếp cho tôi. Đứng đi, không được cử động. Có chuyện gì khiến cho cậu nổi nóng tới như vậy? Không có gì. Người đó không có tới sao? Xem ra đích thật cậu sợ Vũ Triệu. Cách thức làm việc của Long Ca trước giờ đều như vậy. Cậu là con cờ, chỉ có ông ấy biết toàn cục. Vậy nên cậu không cần phải để trong lòng làm gì. Thiếu gia, không phải con người đều ham sống. Anh ta không đến vừa hay khiến tôi cảm thấy anh ta muốn làm giao dịch này. Rốt cuộc là giờ anh muốn nói cái gì hả? Tôi cần phải biết được Bạch Thiếu Khanh và Tiêu Kiếm lần sau gặp nhau là ở đâu, thời gian cụ thể thế nào. Tôi muốn ngăn cản hai người họ gặp nhau. Theo như tôi thấy, anh ta không dám giao dịch. Theo anh đoán, anh là ai? Sẽ lúc hôm hả? Anh còn nhớ lời của anh Hoàng nói không? Anh ta nói có người gọi báo tin. Anh nghĩ đi, ai lại có bản lĩnh đó chứ? Cảnh sát?
Vào lúc như vậy, đến giao dịch chắc chắn bị tội nặng. Nếu như cảnh sát đang muốn gài bẫy cậu, vậy anh ta nhất định sẽ đến. Nếu anh ta không đến, vừa hay khiến tôi cảm thấy phỉnh đó thật ở chỗ anh ta. Thiếu gia, ý của tôi đang muốn nói, nếu như cậu giết chết anh Hoàng, nếu anh ta muốn bẫy cậu, vậy chắc chắn anh ta sẽ không tới giao dịch. Nếu anh ta muốn giao dịch với cậu vì sự an toàn, anh ta cũng sẽ không tới. Loại bỏ anh Hoàng gây ra tác dụng ngược lại, cũng có thể tạo ra được hiệu quả thăm dò. Lão Tiêu, anh không sao chứ? Đau, dạ, đau khắp người luôn đó. Anh coi, tôi đã nói để tôi đi cùng mà anh không chịu cho. Hai chúng ta đi chung không phải cả hai đều bị đánh hay sao vậy? Nhưng không chừng tôi đi chung với anh không bị đánh đó. Đồ tôi đưa cho anh đâu rồi? Ở đây. Trong này. Lúc chạy xe tôi sắp sụp đổ tinh thần. Luôn giữ khoảng cách 50 mét đâu phải chuyện dễ dàng. Nè, giữ bí mật cho tôi đó nha. Yên tâm đi. Cũng sắp đến thời gian tôi phải đến cục cảnh sát họp rồi. Nghỉ ngơi trước đi. Tiêu Kiếm, đội trưởng cảnh sát kinh tế. Thiếu gia mà anh đang muốn tìm mang họ Bạch. Nếu như anh ta biết được lai lịch của anh, chắc anh hiểu rõ hậu quả. Rốt cuộc các người là ai vậy chứ? Cái này là quà gặp mặt tôi tặng anh, nhưng điều kiện là tôi lấy phỉnh đó. Cũng may, vẫn còn một phút, xin lỗi mọi người. Mọi người đã đến đủ, giờ chúng ta họp. Hả? Tào Thụy, vụ án anh Hoàng sao rồi? Hiện tại không tiến triển lắm. Điều tra tiếp. Hiểu rồi. Trình Vũ Tư, nói mọi người nghe tình hình bên cậu. Là như vậy. Gần đây tôi vẫn luôn theo sát các phần mậu dịch của Hải Tường. Phát hiện trong thông tin Hải Tường công bố ra ngoài đều hướng tới các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tuy là Hải Tường không có tiến hành đầu tư mang tính chất thực tế nào, nhưng mà có một công ty tên là Tiên Duệ, công ty chế tạo linh kiện điện tử, đăng ký với tên là Tư Phong. Theo tài liệu viết, quy mô của công xưởng này không được lớn cho lắm, cũng không có danh tiếng gì. Sau khi chúng ta tiến hành điều tra bước đầu, trước đây giá trị công ty này lại đạt tới con số trên 1 tỷ. Hơn nữa mấy tháng gần đây mới bắt đầu phát triển. Điều đáng ngờ hơn là Hải Tường không đầu tư một đồng nào vào trong đó. Theo tôi cảm thấy, chúng ta cần phải cho tiến hành điều tra kỹ hơn. Nếu tình hình như vậy cũng có nghĩa ngoài mặt thì Hải Tường đang tạo thế để đầu tư, nhưng trên thực tế lại không hề đầu tư vào nó. Nếu thật sự đúng là như vậy, số tiền đã biến mất đó của Cao Sương có nhiều khả năng xảy ra. Không được bỏ qua bất cứ điểm nghi vấn nào của bên Hải Tường. Dạ. Đồng chí Hà Chí Dũng, anh thấy sao hả? Tôi tán thành tổ trưởng. Tốt, vậy anh dẫn đội điều tra.
Hả? Tôi dẫn đội hả? Hãy lên dây đi, tôi sẽ dẫn cùng với anh. À. Đừng đánh! 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 Đừng đánh nữa! Đừng đánh! Thiếu gia, Vũ Triệu đã rời khỏi Trung Quốc rồi. Tôi cũng đã báo cáo tình hình với Long Ca. Long Ca tin cậu có thể làm rất tốt. Tôi nghĩ cậu cũng không cần phải e dè nữa. Nào, ngồi đây. Nào. Ây cha. Anh Vác à, lúc anh vừa mới đến đây, tôi còn tưởng anh là người do Long Ca cử đến để giám sát tôi. Nhưng mà có nhiều lúc anh lại giúp cho tôi. Nè, nói tôi nghe đi, rốt cuộc anh là người bên nào vậy? Vậy cậu nghĩ tôi là người bên nào? Thì tôi chính là người bên đó. Chỉ cần tôi đạt được mục đích của tôi. Ai chà, thật ra thì tôi cũng biết rõ anh đang nhắm vào Tư Phong đó. Long Ca đã nói với cậu à? Tư Phong đã hại chết đại ca của tôi Quách Cương. Như vậy đi anh Phát, chúng ta sẽ giải quyết chuyện đang ở trước mắt trước. Tôi nhất định sẽ giúp anh. Nhưng bây giờ anh cũng phải giúp cho tôi. Nè, uống trà. Ừ, được khách sáo. Alo, anh, có chuyện gì vậy? Thiếu gia, có một số chuyện xảy ra đột xuất, tôi cần phải gặp cậu và Mã Thế Hàng một lát. Được thôi, không vấn đề. Xem ra Du Triệu lén sau lưng chúng tôi đến gặp anh bàn dự án cũ tư sao? Anh ta chỉ chuyển lời, tôi thấy cũng có chút tò mò. Long Ca đó sao đột nhiên lại muốn tiến hành dự án sớm hơn chứ? Nên tôi muốn đến hỏi thử hai vị. Em thấy chúng ta không cần phải đoán suy nghĩ của Long Ca nữa. Có cộng hết lại thì tính ra cũng chỉ tiến hành sớm hơn dự định một tuần thôi. Điều hiện giờ khiến em quan tâm hơn là quỹ cấp thấp ở bên chỗ anh. À, đúng lúc đây. Hai vị xem cái này đi. Công nghệ tiên duệ là của tôi tự đầu tư. Ở công ty làm chip điện tử. Chắc chắn giờ phải đánh bạc đang ở chỗ cảnh sát. Không, đang ở chỗ Bạch Thiếu Khanh. Chính là cậu ta đụng xe Trương Hoa. Thông báo Lý Chiêu Thời mua một cổ phiếu giúp tôi. Cổ phiếu nào? Công nghệ tiên duệ. Khoan chờ đã, tại sao không phải là Hải Tường? Hải Tường có quá nhiều cổ đông rồi, họp hội đồng quản trị phải tốn rất nhiều thời gian. Còn công ty này tôi có quyền quyết định, và mấu chốt là có thể thỏa mãn yêu cầu của Long Ca 100%.
Nếu anh đã nói như vậy thì em không còn gì để nói nữa. Vậy quá tốt rồi. Em muốn hỏi một chuyện. Làm sao anh có thể xác định trí tuệ nhân tạo KX có thể làm đòn bẩy sát nhập? Vì có sự hiện diện của tôi. Anh đến thật đúng lúc. Anh ta là ai vậy? Xin được giới thiệu, vị này cộng sự của tôi ở Tiên Duệ, Hà Băng. Chào chủ tịch Hà. Xin chào bà tổng. Mã Thế Hà, chào anh. Chào Mã tổng. Cảm ơn người anh em phải từ nước ngoài xa xôi quay về. Còn nói lại này với tôi nữa. Vậy tối hôm nay tôi sẽ đi cùng anh. Rất được đó. Mời ngồi. Được. Mời. Em làm sao vậy? Em không sao chứ? Người nhà của em đâu? Dạ đang đi lấy số rồi. Em bị đau như vậy cũng không phải là cách. Em phải nghĩ cách phân tán sự chú ý của chính mình đi. Phân tán sự chú ý bằng cách nào chứ? Giờ em còn chưa được kê đơn thuốc. Để chị Nghị giúp cho em. Chị giới thiệu cho em chơi trò này rất vui. Em chơi trò này rồi sẽ phân tán sự chú ý. Bye bye. Chị thử đi. Trò này hình như các bạn của em cũng tải app này về chơi. Trò này có thể giành lì xì được đúng không? Đúng, chỗ này giành lì xì với lại chỗ này là trồng cây. Nhấn vô đây. Đúng, sau đó nhấn thêm vào đây. Nhấn vô đây. Cái này là lì xì dè độc nhiệu nhóm. Em nói một bài dè độc nhiệu, sau đó là có thể giành được lì xì. Thử đi. Mặt mập mọc một mụn mụn bọc, hai mụn mụn bọc mập mập mập. Em xem có phải ra được không? Em nhấn qua vào đây là được rồi. Có nè. Giành được rồi. Có thể rút tiền ra. Như vậy đi, chị tải app này vào điện thoại của em. Khi nào em cảm thấy đau thì chơi nó phân tán sự chú ý. Trả em xong rồi nè. Thường ngày em rảnh rỗi có thể chơi nó một lát để phân tán sự chú ý thì không thấy đau nữa. Dạ. Cảm ơn nha. Vậy chị đi trước nha. Dạ. Bye bye. Một mụn mụn bọc mọc mập mập. Thiếu gia. Chào chủ tịch Mã. Đang giữa đêm khuya như vậy, sao hai vị lại đến đây vậy? Sao đây? Địa bàn của tôi không thể đến à? Không phải. Xem chủ tịch nói kìa. Nếu chủ tịch Mã nói trước một tiếng, tôi cũng có thể cho người chuẩn bị trước mà. Tôi hả? Chỉ đến đây xem anh quản lý ngân hàng này ra sao thôi. Nếu anh quản lý nơi này không tốt, Long Ca thấy không được vui. Tôi không thể bảo vệ được anh. Dạ. Lần trước thiếu gia đã cứu mạng của tôi, sao tôi có thể quên được chứ? Hay là chúng ta vào trong nói đi. Thiếu gia, đó đều là tiền của Long Ca. Cậu kêu tôi